chào mọi người, xin chào khán giả của Huy Khánh Vlog. Thời gian gần đây trên Huy Khánh Vlog thì có rất là ít những cái clip hậu trường hay là những clip phim ảnh mà Huy Khánh up lên cho mọi người coi, là bởi vì thời gian gần đây Huy Khánh hết đi phim rồi, mà mấy ngày nay thì lại đi làm đạo diễn nữa, cho nên không có cái thời gian để mà quay những cái vlog và ăn uống hay là gặp bạn bè, chọc phá bạn bè cho mọi người coi. Chỉ có ngày hôm qua là mình đi làm ban giám khảo cho một cái phim điện ảnh sắp tới của nữ đạo diễn Lúc Vân. Thì với cái vai trò là ban giám khảo thì mình có ngồi để chấm một số cái bạn trẻ để chọn giùm Lúc Vân vào cái phim đó. Thì có rất là nhiều bạn, và trong cái ngày hôm đó mình cũng có quay luôn clip, thì mình sẽ đăng cái clip lên cho mọi người coi. Còn đây là một cái thiệp cảm ơn của nữ đạo diễn Lúc Vân, dễ thương lắm, nói là tặng cho anh Hữu Yến về uống cho khỏe rồi để có sức đóng phim của em, tại trong phim đó Huy Khánh được mời đóng vai phụ thôi. Còn đây là cái thiệp cảm ơn nè, mọi người thấy không, rất là lịch sự. Để coi trong đây ghi gì ha. Ôi trời trời trời, mình tưởng là thiệp cảm ơn thôi. Trong đây còn có tiền nữa các bạn, không biết nhiều không nha. Trời ơi cũng khá khá à nha, nhưng mà cái này nhạy cảm không cho mọi người coi được. Để đọc cái lá thư cho mọi người nghe nha. Đây Lúc Vân viết gì nha. Anh Khánh ơi, em cảm ơn đã đến với buổi casting hôm nay. Anh muốn uống nước yến và giữ sức khỏe nha, để em còn mời đóng phim nữa đó, thấy không? Lo cho sức khỏe của diễn viên tương lai ghê. Cảm ơn Lúc Vân nha, Lúc Vân. Vừa được quay một clip vlog, vừa được cảm ơn, vừa được mời vai, mà còn vừa có tiền nữa. Tiện có tiền cái mình đi. Hôm nay rảnh ở không, không biết làm gì. Thôi chắc đi vô đây mua đồ để về làm cho vợ một bữa cơm. Cứ như thay vì mấy cái tiền này mình mua quà cho vợ mình, bởi vì thời gian gần đây Huy Khánh không có đóng phim. À, mình coi như là ăn nhờ ở đậu đó, xài tiền của vợ, nên giờ mình có tiền rồi mình vô đây mình mua đồ ăn về, mình nấu một bữa cơm cho vợ mình ăn để cảm ơn. Coi như đây là một món quà vậy nha, cứ nghe. Cái đoạn thực chứng không biết lửa gì luôn. Làm bậy làm bạ nhiều khi vậy ăn không ngon còn bị la nữa nha mọi người. Với bữa ăn ngày hôm nay thì để coi tốn hết bao nhiêu. 391.000. Chỉ có 391.000 thôi, mình có thể làm cho gia đình vui và ăn ngon. Mọi người chờ xem ngày hôm nay mình nấu món gì nha.
thơm quá hấp dẫn, không biết là có ngon hay không nữa, nhưng mà đây là bằng cả tấm lòng cho nên hy vọng là cái người được ăn sẽ đón nhận nó bằng cả trái tim. Ra lò không biết nó là tên gì, làm đại nữa nha. Miếng spaghetti miếng. Tại vì em đang ăn chay với lại diet cho nên quyết định là cho em ăn nấm, ăn đậu hũ. Ăn chay nè. Ăn chay mà có thịt. Này là giống như mình giả bộ ăn chay thôi đúng không? Tức là mình ăn thanh đạm đó. Ăn đi rồi cho biết ý kiến nha. Thôi nhiều miếng đó nha. Anh ăn phụ em nha. Cái tiền là tiền đi làm ban giám khảo có được, đi mua đồ về nấu. Ghê không, hay gì tặng quà giờ nấu món ăn cho nó ý nghĩa đó. Ừ. Cho em xin cái muỗng được không? Cái này thì giờ em nói spaghetti anh mới tưởng tượng nó là spaghetti chứ nãy giờ không biết nó là cái gì. Thì giống giống của mì Ý mà anh làm sốt nó loãng ra rồi anh còn thêm đậu hũ, thêm nấm rồi nữa. Đậu hũ béo không? Được không? Được. Cũng định không? Ok. Nó không bị quá đậm đà nè, nó nhạt nhạt phù hợp với người đang ăn kiêng vừa ăn. Cái kiến chân tầng nha. Không thiệt. Em nghĩ cái này chiều cho các ăn chắc các thích á. Ngon anh. Ok chứ. Ok. Vậy là quá thành công, quá hãnh diện, quá tự hào, quá may mắn luôn. Một cái món mà chế đại cũng ngon. Anh thử không? Anh có một phần của cơm mà. Anh ăn với cơm hả? Ừ. Em thấy ăn nó có lạc lắm không? Anh cố tình làm lạc để cho đừng có giữ nước trong người á. Ừ. Tại vì mình ăn giảm cân nó đừng ăn mặn nha mọi người. Ăn mặn quá nó sẽ giữ nước trong người cho nên mình sẽ thấy người mình nó cứ múp là nước ở trong á. Bây giờ mình sẽ ăn tới cái phần cơm. Đây là cái phần y như vậy mà mình ăn với cơm nha. Trong đây thành phần của nó gồm có cà chua, nấm, đậu hũ, thịt heo. Ủa cái này làm thịt heo hả? Ừ. Em tưởng thịt bò không á. Giờ có cà chua không? Cà chua, nấm, đậu hũ. Rất dễ ăn, nó có sốt sốt nước nước á. Nhưng cái sốt là anh làm từ cái gì? Sốt mì Ý đúng không? Với cà chua bằm á. Nhưng mà có thêm sốt mì Ý đúng không? Em ăn không biết rồi, tại em làm mì Ý cho các hoài. Công nhận mình là ăn ngon thịt quá. Dễ ăn, không có quá mặn. Ăn uống nói chung là cái vị nó rất là vừa. Mở nhà hàng nha. Em chuẩn bị mở quán đó. Cho món này vô quán được. Quan trọng là anh nấu anh có nhớ công thức hay không? Nhớ. Anh chuyên gia, anh nấu đại theo cảm tính. Xong tới chừng cần làm cái không ra ngô ra khoai gì hết. Mọi người thấy không? Một cái món ăn rất là đơn giản, không có cầu kỳ, cũng không quá nhiều tiền, mà còn dễ ăn nữa. Nếu mọi người thích thì cứ làm thử nha. Còn ngon hay không ngon thì mọi người tự ăn, tự nấu, tự biết nha. Mình chỉ biết pha chế tới vậy thôi. Cảm ơn mọi người nãy giờ đã xem cái clip này. Hy vọng mọi người sẽ nấu được món ăn ngon giống y như vậy. Ừ. Bye bye, hẹn gặp lại nha.